Hello anh em, xin chào anh em đã quay lại kênh của mình ha. Thì đầu tiên là bữa nay là Tết Đoan Ngọ ha. Mình gửi lời chúc đến tất cả mọi người một cái Tết Đoan Ngọ thật là vui vẻ ấm áp bên gia đình ha. Chung là đây là cái Tết nửa năm thôi các bạn ha. Thì đối với những nhiều nhiều vùng á, thì người ta coi cái Tết nửa năm này rất là quan trọng, là nơi làm sự kiện để cho mọi người gắn bó lại với nhau trước khi sau những ngày làm việc vất vả ha. Mình thì không có dịp, đợt này mình lại không có dịp được về quê giống như mọi năm. Công việc của mình thì lúc rảnh lúc không, nên nhiều khi cũng khó. Nên là giờ tới Tết nửa năm thì mình không được về quê. Hy vọng sắp tới mình sẽ về quê chơi, hè cũng cho mấy nhóc để đi chơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về sự kiện của game. Mình đúng ra là mình đã làm video này từ nửa đêm mà buồn ngủ quá các bạn, không làm đói. Thì mình hôm nay mình sẽ quay video này. Mình cứ y như rằng cứ mỗi lần mình có định quay video nào sớm, sự kiện nào sớm là mình có bận túi bụi, chả hiểu sao. Thôi đầu tiên là mình nói về sự kiện code ha. Cái code này các bạn nhập nha, để mình lock server mình nhập cho các bạn xem. Đang đợi mình xíu không? Lóc đại như một server nhập cho các bạn xem ha. Cho cái ạc của mình đó, mình nhập rồi. Quà gì? Đây bạn ha, đây là quà. 5 mảnh vàng đang đỏ nè, vàng nè, thẻ rút nè, cái gương bảo vật nè, cái đá lục bảo nè, 500 kim cương. Đây là code của sự kiện code lễ của bên thần thú đại chiến nha các bạn ha. Code lễ thần thú đại chiến đây, code lễ thần thú đại chiến nha, hạn dùng là tới ngày 24 nha. Rồi thần thú đại chiến thì thần thú đại chiến thì nó sẽ có cái sự kiện đua build. À đúng rồi, mình không tách video này nha các bạn ha. Mình để video chung tại vì cả ba game nó diễn ra cái sự kiện gần như giống nhau, nên là mình không tách nha. 24 này là build, build này con này nha, ai team điện chuẩn bị sống lại ha. Con này hy vọng là team điện sẽ giúp cho team điện một cách hồi sinh rất mạnh mẽ ha, hồi sinh mạnh mẽ. Rồi đó là code của thần thú đại chiến tới code học viện Mega ha. Học viện Mega thì ngày hôm qua là 4 code cùng lúc các bạn ha, 4 code cùng lúc. Đây có học viện Mega ha, 20 lãnh đạo nhân vàng, 4 code cùng lúc. Có cái code group 13k này là quà ngon nhất các bạn, 30 mảnh vàng đỏ ha, ghê không, bạn thấy ghê không? Rồi đây là code vip 18. Còn đây là code Đoan Ngọ. Có rất sự kiện game. Rồi, đó là code của học viện Mega. Bây giờ tới Mega huyền thoại, mình nhập code trước rồi mình tới nói ha. Cả ba sự kiện, ba game thì đều giống nhau về sự kiện, nên mình sẽ không tách nha, mình để chung nha. Đoan, bên đây thì nó có hai code, một cái code Đoan Ngọ. À, bên đây thì nó khác hơn là nhập xong rồi nó mới vô ấy coi. Có hai code nha. Đây. Đây, code mừng sự kiện xinh xắn ha. Vàng mảnh vàng năng. Đó. Đây là quà. Quà. 10 lãnh đạo năng ha, quà. Đây. Cứ có lễ là quà nhiều quá. Rồi đó là đầu tiên là nhận quà ha. Bây giờ mình sẽ nói tới vấn đề giới thiệu sự kiện Tết Đoan Ngọ. Thì Tết Đoan Ngọ thì cả ba game đều giống nhau. Đầu tiên mình chắc mình nói tới Mega Huyền Thoại để sẵn đang bên đây là sự kiện làm bánh ú các bạn. Làm bánh ú thì cái thành tích á, thì các bạn cứ làm ha, làm được bao nhiêu cái thì nó sẽ được nhận bao nhiêu. Đây mình chưa hỏi admin xem là
để mình nhắn tin cho admin cái. Trong thời gian chờ admin nói thì mình sẽ nói các bạn sau, nhưng mà các bạn làm thành tích là được 50 cái bánh thì nó nhận thêm cái quà này nha các bạn ha. Cái này là quà thêm. Nhưng mà khi các bạn làm bánh á thì các bạn lựa bánh bánh tím ha. Nguyên liệu làm thì sẽ có, lát nữa mình sẽ nói tới, những bạn lựa bánh tím ha. Lựa bánh tím mà làm nha, tại vì khi bánh tím nó mở ra sẽ có kim cương nha. Nhưng mà nhận năng đỏ nha. Còn bánh vàng này thì bánh xanh này ra đồ cùi không à. Nguyên liệu là bánh kiếm tím bánh á, thì đây, đầu tiên là các bạn đăng nhập là nhận quà nè. Đây là một trong những nguyên liệu nè. Cái thành tích đó là chỉ diễn ra trong ấy thôi. Rồi, đây là nhiệm vụ làm bánh nè. Ngoài trừ cái nạp này ra, nạp này ra thì còn lại các nhiệm vụ khác rất là dễ nha. Tiêu kim cương nè, tiêu vàng nè, Pokemon nâng sao một lần nè, đấu trường 5 lần nè. Lần sau là lấy con bậc A bậc B gì đó nâng cũng được, nó cũng tính nha. Đó, không có con nào nó nâng gì vậy. Chung là các bạn cứ làm nhiệm vụ nha. Đây, lần sau là nó tính rồi ha. Đâu rồi? Đây, nhiệm vụ. Đấy, các bạn cứ làm nhiệm vụ ha, là lấy nguyên liệu ra cái thùng này. Thùng đó, đây, vô đây. Bạn mở. Đây. Đấy, nó có nguyên liệu làm bánh nè. Đấy. Qua đây các bạn làm bánh. Làm thì các bạn lựa bánh này. À, không đủ bào ngư. Bạn đợi mình xíu. Rồi mình có làm cái ạc chính mình cho nhanh. Nó có cái thùng bánh là 80 nè. Đây, mở một đống cái này. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái làm bánh đây. Các bạn lựa làm bánh á, lựa những cái này nè. Sao lại thiếu rồi? Ủa sao nó thiếu vậy? À đây nè. Đây mình sẽ mở thử cho các bạn xem ha, làm bánh nhanh nè. Đây, rồi chúng ta mở ha. Ủa sao nó không cho mở vậy? Đây, ăn bánh nè. Bạn mở nè. Nó sẽ ra kim cương nè. À, cái này là không có bánh nào nhân đỏ. Nhưng mà cái đó còn ra kim cương, còn cái này không ra kim cương nè. Các bạn thấy không? Đồ cùi thôi. Nên các bạn ưu tiên nha, ưu tiên là làm cái, các bạn cứ để tài nguyên đó, để tới ngày cuối làm cũng được, không quá gấp. Bạn cứ làm cái này nè. Nó thiếu cái gì trời. Này là cái bông với cái này. Ủa cái bông đây. Này đây. Thiếu gì? À đây nè. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem ha. Bạn nhớ ưu tiên ha, ưu tiên làm cái xịn trước nha. Ăn bánh. Ủa không ra bánh ăn năng luôn. Rồi, nó không ra bánh ăn đỏ nhưng ít nhất ra kim cương các bạn. Nên là các bạn chú ý nha. Cũng mình thấy trên group đó có rất nhiều bạn là hôm nay đã làm xong cái thành tích này rồi. Đây có cái thành tích nè. Phần thưởng. Tổng cộng mình có 50 lần làm bánh. Nhưng mà các bạn cũng không nhất thiết phải là làm gấp làm vội nha. Cái này sự kiện này nó diễn ra tới mấy ngày lận mà. Làm từ từ mà làm. Đâu rồi? Đây nè. Từ từ làm, các bạn cũng không cần thiết bỏ kim cương hay bỏ gì, cứ từ từ làm là còn mua đủ à. Mua sức chịu đựng gấp được gấp 3 lần lại gì không biết luôn. Sức chịu đựng là gì trời? À, cái sức chịu đựng là cái thể lực. Trời ơi, nó dịch. Thiệt á. Dịch không hiểu được luôn á. Dịch Google à. Nó tới thằng con mình nó còn kêu dịch Google. Ghê thật. Bạn cứ từ từ mà làm, không cần phải vội nha. Đây, nó còn cho thêm quà mà, cứ từ từ. Không gấp. Nhưng mà rồi, xong bên cạnh đó nó sẽ có cái gói nạp. Mình rồi. Cái gói nạp của Tết Đoan Ngọ nè. Đấy. Nó có cái gói nạp nè. Anh em nào thích thì nạp, có nạp thì nạp, còn nếu anh em nào đã xác định không nạp thì đừng quá quan tâm nha. Đừng quá quan tâm. Nạp này thì mình có thấy giảm giá gì đâu ta. So với cái tùy chỉnh thì nó còn yếu hơn cái tùy chỉnh mà. Tùy chỉnh nó được 500.000 là được 2 chip đỏ, này có 1 chip.
bèo hơn. Và bữa nào trời ngoài phải đen nữa. Ngoài có là rồi miễn phí, cái nào miễn phí thì mình cứ lấy nha. Lấy. Rồi, đó là sự kiện làm bánh nha. Bên thằng thú đại chiến á, hôm nay á là chưa có sự kiện gì khác ngoài sự kiện làm bánh ha. Sự kiện làm bánh này thì ba game đều là giống nhau. À, đợt này nó có cái sự kiện ít ải này nè bạn. Ít ải này thì lại là ít gơi cái bãi khó chứ không phải ải thường nha. Ví dụ như này. Quét thì nó ra là cái này là ít 2 nè, đó. Bạn thấy không? Cái này là ít 2. Ít 2 là ít 2 của cái này thì lại theo mình thì không quá ngon bằng cái ít 2 của bên đây. Nhưng mà nó ấy ít 2 của bên đây, nhưng mà đối với bạn nào mà cái độ bên đây đã đủ rồi thì ít 2 bên kia cũng được, không quá. Ấy. Ô, hoàng trái vàng bữa nay mới trả hả? Trời. Mình quên làm cái hoàng trái vàng luôn rồi. Ủa mà hết chưa? Hoàng trái kim cương. Ơ cái ạc của mình quên làm cái hoàng trái vàng tới móc này luôn. Chủ yếu mình lấy vàng chứ mình không phải là lấy cái móc bạn. Rồi quên luôn, hơi lỡ rồi. Rồi mình nhìn qua học viện Mega ha. Học viện Mega thì có cái gì? Viện Mega thì nó cũng làm bánh tương tự thì mình như đã nói rồi, mình đã không review ở ba game mỗi cái mỗi khác nha. Bánh. À, cái đọt bảo thì cứ bạn làm nhiệm vụ thì nó có cái lần quay này thôi. Quay này ra một trong những cái này. Quay miễn phí nè. Miễn phí đi ta. Đây. Nó ra cái gì hên xui thôi. Đấy là mạnh nhân năng. Hên xui mà. Làm bánh thì cũng tương tự ha. Vòng quay đợt này thì nó con câu đành vừa mới mất trong cái sự kiện giảm giá này bạn. Giảm giá này lúc trước có con câu đành. Rồi bây giờ nó mất tiêu rồi. Thì nó mất cái giờ nó ra cái vòng quay con câu đành luôn. Ghê thiệt, nhà game thiệt ghê. Dễ hơn. Chắc chắn anh em sẽ nạp lấy để lấy con câu đành này làm phôi chứ làm gì. Giai đoạn này thì câu đành đang là ra mình câu đành đang là hot mà. Trong này có sự kiện gì? Lá bánh ú thì cũng vậy thôi. Nâng nhập nhận quà như nhau. À đúng rồi, sự kiện gơ hoa hồng này. Bên học viện nó có sự kiện gơ hồng, mình coi lại bên thằng thú đi chiến có không? Thằng thú đối chiến. À thằng thú đối chiến là không có sự kiện gơ hoa hồng. Bên học viện có học sự kiện gơ hồng thì cái sự kiện này là một những sự kiện khá ngon nha. Nên anh em chú ý nếu mà có thể lực các anh em có thể dồn vô nha. Cái này là ạc phụ. Ủa không có gì chân vậy. Nó quét ha. Trời. Đây, gơ bông hồng này. Đây cái bông hồng các bạn để ý nè. Cái bông hồng đó thì bạn vô trong đây mở. Nó khá là ngon nha. Đây ra được kim cương nha. Rồi ra được cái túi này. Cái túi này anh em nhớ nha, chú ý nha. Nếu không phải là đua top hay là quá VIP thì các bạn không cần nhất thiết phải mở cái túi này. Bạn đợi lên level 80 gì đó các bạn hãy mở ha, đừng có quá mở sớm nha, sau này các bạn thọt đó. Tại giống như ạc thần thú đại chiến của mình cho các bạn coi nè. Lên level 80 mấy đâu rồi thì cái đột phá này nó lên tới 1000 cái lận, các bạn thấy không? 1000 cái nè, lên đây lên tới 1000 nè, đó 1000 mấy lận, nên các bạn rất kiếm quét rất lâu nha. Bạn lên đây các bạn mở, các bạn hãy mở nha. Điều đó là sẽ giúp cho các bạn khá là nhiều nha. Bạn lên các bạn hãy mở. Mở thì nó sẽ lợi hơn rất nhiều ở cái túi dưới nha. Cái túi nó rất là đặc biệt. Mỗi một cấp các bạn mở nó sẽ ra cái món nguyên liệu của cái giai đoạn đó. Nên các bạn chú ý nha. Còn mỗi ngày các bạn cũng nhớ chú ý nè. Đây ra được cái kim cương nè. Đó. Rồi. À, cái sự kiện bánh ú cả học viện Mega thần thú đại chiến thì đang diễn ra chỉ vậy thôi. Nó không có gì. Nhưng mà bên Mega huyền thoại thì nó có thêm một cái các bạn. Mega huyền thoại. Mega huyền thoại thì sự kiện ngoài sự kiện làm bánh ra thì nó đang diễn ra một cái sự kiện này thì hổng ra hổng gài ha. Các bạn làm tới đâu rồi? Mình làm tới đây nè, gần xong rồi đó. Gần đạt được móc rồi, 1 2 3 4 5 6. Nếu tính đường thẳng cái móc chính đó là mình còn 4 cái nữa thôi. Và cuối cùng. Nhưng mà thời gian nó hơi lâu ha, mình còn 3 ngày nữa. Mỗi ngày là nó ra tới ấy nữa các bạn ha. Rồi cái thừa đó diễn ra đâu rồi, diễn ra cái sự kiện quay red chi vô ba thì cái này là mình đã làm video phân tích rồi ha, các bạn đã lấy chưa? Mình ạc này ạc mình đúng không? Ờ đúng rồi, mình cũng quay lấy luôn, quay cho các bạn xem luôn.
quay luôn các bạn ha, quay luôn các bạn ha, chú ý nè, mỗi lần quay một lần á là tốn 260 kim cương. Các bạn quay, nếu mà các bạn mua cái này cũng tốn 260 kim cương, không nên mua nha. Mà các bạn quay cái này 10 lần thì mỗi lần quay sẽ giảm đi được 120 kim cương. Đấy, 10 lần là một ca rồi, ca kim cương rồi, giảm được khá nhiều nha. Nên bạn cứ bấm x10 nha. Mình là lấy hai con nên mình sẽ bấm mà tổng cộng mình đếm thử xem là được bao nhiêu là. Một lần các bạn ha, mình sẽ quay cho các bạn xem là bao nhiêu lần. Thì sự kiện này mình đã review rồi nên mình sẽ không review lại nữa, mà mình chỉ quay thôi, mình nói thêm thôi. Một lần, hai lần, con gì vậy? Ba lần, bốn lần, bốn lần, năm lần. Túi đầy rồi. À, nhắc cái túi đầy mới nhớ mình sẵn mình nói luôn để nhiều bạn không biết á. Cái này các bạn không bao giờ bỏ cái con AB ra tách ha. Tách ha. Các bạn cứ để nguyên ở đây ha, nâng lên 12 sao nha. Nâng lên 12 sao hết nha, không có bỏ phí nha. Không có đem tách đem phân giải nha. Mật A mình hết rồi. Sao cho mạnh lên. Con này làm sao hơn nữa. Nói đi, nói đi, cứ đi. Cứ đi. Cứ đi, cứ đi, cứ đi. Này là lần thứ tư đúng không ta? Lần thứ năm ra được con bò luôn nè. Ngon. Lần này lần thứ sáu nè. Sáu lần không biết con này rồi. Tay đầy túi. Mua thêm đi. Mấy phần trăm? Lần thứ 7. Đây. Ra các bạn ha. Ồ, mình quay được 3 con Android rồi luôn. Ra hô 3 hoặc Yuchi. Mình sẽ chọn cả hai nên mình sẽ quay thêm. Nên mình chọn Yuchi trước ha. Yuchi. Như mình đã nói rồi, nếu các bạn có kim cương thì bạn lấy cả hai để kích Bogodet với lại xài ha. Về để. Còn các bạn không có thì bạn ưu tiên lấy Yuchi ha. Yuchi, con muốn Yuchi. Lại ra bọ nữa, ngon. À, không phải con bọ này, tính là con bọ kia. Ở đây con Aron này nhiều ghê á, ngon á. Hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám. À, đủ ha, mình sẽ chọn vô ba. Đây xuất hiện ha. Rồi, tại sao mình lấy thì mình đã nói các bạn rồi, nó để kích nè, kích Bogodet nè, bạn thấy không, thu thập được tăng thêm tốc nè. Đây thu thập nè, đó tăng thêm HP nè, rồi tiến hóa lên. À, mình cứ thay tim mình thì hiện tại chắc là hiện tại thì Yuchi đương nhiên là vô rồi, hô ba. Con đó là hô ba bà. Ừ. Hô ba. Hô ba. Ừ. Con hô. Tạm đây vậy ha, mình đang sao. Mà em nói rồi giật em. Đương nhiên nâng ấy xong rồi mình có xong rồi mình tái sinh thôi. Thái sinh để nâng con đầu tiên, chắc mình nâng con hô ba lên với chia mày sẵn ấy luôn. Đấy. Rồi đó là mình đột phá cái tiếng quá luôn nè. Tiếng quá là lấy cái tiếng quá các bạn. Thank you.
Rồi bên bên đây thì nó có thêm sự kiện Red, sự kiện quà nạp nhân x3. Quà nạp này các bạn phải vô cái gói này nha. Ví dụ như bạn mua ở đây, mua ở đây được 150 kim cương, nó tặng 150 kim cương, rồi qua đây nó tặng thêm 100 kim cương nữa ha. 7 ngày. Ủa này 7 ngày là quà, quà 7 ngày. Cứ nhận đăng nhập là nhận quà nha. Bên đây thì nó nhiều quà hơn, bên Mega lúc nào cũng nhiều quà hơn bên kia mà. Đẩy xu. Bạn cứ đẩy thôi. Có là đẩy thôi, không có gì hết. Đó, cứ vậy thôi. Đâu có vấn đề gì đâu, cứ đẩy thôi. Nó cho nhiều mình cứ quay bấy nhiêu, VIP càng cao thì càng nhiều lần vậy thôi. Rồi. Đọt bảo thì cũng giống như học viện Mega, cứ quay thôi. Quay miễn phí ha. Ngày tối đa được 5 lần quay vậy thôi. Nhiệm vụ bên đây thì cũng làm nhiệm vụ làm bánh, shop giảm giá siêu gì đó. Rồi. Như vậy thôi các bạn ha. Thì nó cũng tương tự thôi, không có khác gì hết, làm bánh là giống nhau nên mình sẽ không review lại nữa ha. Mình không review lại. Các bạn nhớ ưu tiên. Ưu tiên cái tím ha. Khi nào mà hết tím thì mới tới xanh nha. Sự kiện này còn diễn ra mấy ngày, các bạn không cần thiết phải làm sớm nha. Làm sớm thì cái nguyên liệu các bạn thiếu á, các bạn phải làm cái xanh. Làm cái xanh này á, làm những cái nhỏ nhỏ này là phí nha. Làm nguyên liệu này trước á, chừng nào tới ngày cuối cùng các bạn không còn cái hãy làm xanh nha. Đừng nhất thiết phải làm. Mình dặn rồi đó nha. Rồi đó là review về sự kiện Tết Đoan Ngọ nha. Bây giờ mình sẽ nói tới cái vấn đề tiếp theo. Tặng ạc VIP 13. VIP 13 đâu rồi? Đây, đây là VIP 13. Chủ ạc đang muốn đổi gió vào ạc VIP hơn. Mình sẵn đây, nếu mà anh em nào có bán ạc 2SS đó, thì liên hệ với mình ha. Zalo thì các bạn có thể coi ở trong mô tả. Để chủ ạc đang muốn đổi qua 2SS, nên là cái ạc này là phôi golden gần đủ rồi nha, còn thêm 4 phôi thường nữa thôi, còn lại là đủ hết ha, đủ điều kiện để lên golden ha các bạn ha. Đây, điều kiện lên golden thì chỉ còn 4 phôi thường nữa nha, với mảnh dạng năng đỏ nữa là đủ lên golden nha các bạn ha. Rồi thì chủ ạc muốn đổi gió nên là muốn chơi một cái ạc cao hơn, nên là muốn tặng ạc. Lúc đầu mình hỏi chú ạc có muốn bán không, chú ạc nói không, tặng thì sự kiện cũng làm như bao lần khác ha. Các bạn cứ comment từ 0099 mình sẽ quay ngẫu nhiên để chọn người tặng ha, giống như mọi khi ha. Thì đây là VIP 13. Chủ ạc muốn tặng thì mình làm video tặng thôi. Các bạn cứ comment rồi tham gia mỗi một tài khoản như một lần, và không tính sửa nha. Sửa là xem như là mình lỗi nha, mình không tính ha, nếu bạn đó có trùng với số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới những sự kiện khác. Tặng code. Thì code này là bên thần thú đại chiến các bạn nha. Tại sao mình nói thần thú đại chiến? Thì sự kiện này là đúng là diễn ra mấy ngày rồi, mình làm video nhưng mà mình quên đi. Giờ mình có được mấy cái code mình tặng luôn. Đây các bạn, cái code diễn ra tới ngày 25 gỡ app cũ gì đó, đại loại là vậy. Thì mình có hai code mình sẽ tặng cho các bạn ha. Mình đang dư hai code. Thật ra là mình có làm thêm nhưng mà cái Facebook của mình nó bị lỗi gì đó, rồi cuối cùng mình không nhận được nhiều cái. Mình có hai code mình tặng bạn ha. Thì cái code này chỉ dành cho những bạn nào mà đã chưa nhập nha, chưa nhập, chưa tham gia cái sự kiện này. Còn những bạn nào có rồi thì xem như bỏ qua nha. Mình thì dư nên mình tặng các bạn. Rồi, mình có tổng cộng 3 code, nhưng mà 2 code mình mới kiểm lại 3 code bạn. Bạn nào nhập thì bạn nào chưa nhập cái voucher 5 sao này thì nhập nha. Tổng cộng 3 code, mình có 3 code. Quà cũng khá là ngon. Bây giờ mình lâu quá mình không biết mình chụp quà mình để đâu rồi, thôi. Các bạn cứ nhập nha. Đây là quà đây. Quà này, phần quà là một ca kim cương, 2 nhãn mảnh năng vàng, 10 phiếu rút kim cương, 22 đá cao cấp nè, dấu khấn nè, 15 mảnh năng vàng nha. 5 mảnh năng đỏ nha, một gương thức tỉnh nha. Khá là ngon. Cả thằng thú đại chiến học viện Mega mới vừa đổi chủ á. Rồi, đó là code ha. Code nha các bạn ha. Bạn bấm dừng video là để ấy nha. Rồi, còn nhớ nha, cái ạc này là mình tặng nha. Chủ ạc tặng thì mình làm video tặng theo yêu cầu của chủ ạc nha. Rồi thôi, mình kết thúc video đây ha các bạn ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mình vẫn đang muốn tìm một cái ạc bên bảng English và một cái bảng SS.
cho chủ ạc, cho cái chủ ạc chứ mình đang nói nè, tìm đang tìm ạc thì bạn nào có thì giới thiệu cho mình ha. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.